ngày càng cảm thấy tối tăm, thấy không sáng suốt. Muốn học theo những người mà tu hành thời trước thử coi như thế nào, cho nên mới bắt đầu nghiên cứu về đạo Phật và tu hành. Nghiên cứu của ai là sâu nhất, là người nào? Phật Thích Ca, Bát Chánh Đạo và Tứ Đế. Vậy là ở miền Tây này chắc cũng biết về Sấm Giảng Đức Thầy chứ, có nghe chứ? Có nghe Sấm Giảng nhưng mà nói đến thuộc á thì không thuộc. Không thuộc nhiều nhưng mà cũng có ngưỡng mộ ha. Chút ít. Ngưỡng mộ thầy tổ ha. Thì đó là những người từng thức, mình phải tôn trọng họ, tôn trọng họ, mà phải noi gương họ, bởi vì họ là những người giác ngộ phải không? Giác ngộ, đi trên con đường chánh pháp của nhà Phật. Rồi từ đó bắt đầu là đi theo con đường này mấy năm rồi? Cũng trên 3 năm rồi. Trên 3 năm. Rồi nghe nói Phong đi đây đi đó, đi bộ từ đây tới Hà Nội mà đi bộ không, rồi đi sương đi nắng như vậy đó hả? Đi đâu ăn ở đó rồi tịnh tu đó. Thực hành theo pháp của nhà Phật thì đi tới đâu thì mình xin cơm, xin nước tới đó. Không xin tiền. Không xin tiền. Và đi thấy trong thời gian mấy năm thấy tâm hồn mình sao? Đi thì nói chung thì tiếp xúc thì với nhiều hạng người khác nhau, cũng có nhiều điều. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, hiện giờ là 7:30 tối quý vị. Thì bây giờ Châu Phú đang ở trên ngọn núi Ông Cấm quý vị. Thì Châu Phú đồng hành cùng anh Nghĩa nè. Chào anh Nghĩa nha. Chào Châu Phú. Đang chuẩn bị đèn đuốc đi đâu anh Nghĩa, sao vậy, hay nhái hay vậy? Bữa nay thì Nghĩa lên núi định ngồi niệm Phật. Thì nghe nói Phong thì nó tu cái hạnh là sương gió không à. Mình không biết là nó tu tới như thế nào, cũng Phong, tò mò tìm Phong, hiểu. Phong là em trai mà lội từ ở ngoài Sa Pa gì, núi gì đó hả? Bởi vậy thấy em nó lội từ đây mà đi tới đỉnh núi Phan Xi Păng, rồi qua Sa Pa ra Hà Nội mà đi bộ. Phan Xi Păng hả? Đỉnh núi cao nhất châu Á luôn á. Mà nghe nói y ta lên chảnh là giếng Phật ở chảnh á. Thì rồi thấy Phong nó cái cũng lạ lạ, là mình thấy là nó phong trần lắm. Đi giống như hành đạo, mà cái kiểu hành đạo mà đi lang thang ngoài đường, nhưng mà khi gặp á thì chào hỏi thì cũng vui vẻ lắm. Nói chung là mình nhìn thì mình mới đầu nhìn ra mình nghĩ chắc là bệnh tâm thần. Nhưng mà khi mình đi ngồi trò chuyện thì mình thấy đệ tu rất là tinh tấn. Nói nhưng chung mà, thì nói đúng chánh pháp chứ không có nói tầm bậy hay đúng nói chánh pháp. Đúng rồi, thì khi mà em đi vô em gặp y ta ngồi ngay chăn chỗ Phật, ngày Phật Di Lạc á, là em nói đi Phong quay, đi Phong quay, cái nói đi sư huynh ơi chứ. Anh nói đi vô lại Đức Phật đi rồi mới đi. Thấy đúng rồi. Theo mình thấy phong cách của ông Phong á là nó cũng ngộ đạo lắm. Cho nên thấy nó ngồi nó bắt chước theo hạnh của Đức Phật, là nó ngồi kiết già nha, ngồi kiết lâu dạ lắm á. Rồi nằm á thì cũng nằm tư thế nghiêng. Khi nào mệt lắm thì mới sửa lại, như là học theo cái hạnh Phật á. Vậy là nằm nghiêng nghe nói giống Phật gì đó ha. Rồi nói thì nói pháp Phật chứ cũng không có nói chuyện gì ngoài đời. Rồi cũng khuyên ta tu hành theo tứ diệu đế, theo bát chánh đạo của Phật. Mày ta cỡ nhiêu tuổi vậy? Chắc khoảng 30 ạ. Để mình gặp mình hỏi kỹ rồi coi, chắc khoảng 30 tuổi. Nhưng mà mình thấy có điều đặc biệt là theo mình suy nghĩ là do Phong đam mê tu quá. Có thể là tu tinh tấn quá mà nhiều khi nó lạc vào một cái trạng thái gì đó một chút thôi, lệch tí thôi. Chứ nếu mà Phong mà có người dẫn dắt mà hướng dẫn á, thì Phong là người tu rất là tinh tấn. Chứ em thấy là cái hạnh đó là tu thì nằm cũng giống Phật ha, thiền thì lúc nào mà ngồi, không khi nào ngồi thấy mà ngồi giống mình chứ. Mà ăn uống thì cũng rất khổ hạnh. Ngồi rồi kiết già. Ngồi kiết già mà ăn uống rất khổ hạnh, không có đòi hỏi gì hết á. Đặc biệt không xin tiền, em cho tiền không lấy. Rồi có nghĩa là ăn thì ăn uống rất đơn giản, có chi ăn nấy, không đòi hỏi. Rồi ngủ thì ngủ ngoài trời, ngủ sương, ngủ nắng. Rồi nhiều khi ở trần nữa chứ không có đòi hỏi gì hết á. Thấy cái tâm rất là chân thật. Vậy hai mình đi tìm ha, hiểu coi giờ nó sao. Vậy ha. Tiếp tục. Hấp dẫn quá, nghe nói cũng muốn thấy, đi quá. Thấy mình cũng người nào mà ham tu mình cũng quý lắm. Mình qua mình tìm hiểu coi nó
Đấy. Sao? Kìa kìa. Y ta nằm kìa, nằm nghiêng ha. Nằm nghiêng. Ồ, nằm cái giò thẳng băng ta. Thương quá. Nằm kìa, nằm tư thế nghiêng nha quý vị. Ồ. Phong. Ồ. Đang nằm hả? Đang thiền hả? Đang ngọa thiền hả? Người ta là ngồi tọa thiền, còn Phong là ngọa thiền phải không? Ngọa thiền là nằm á, nằm mà thiền á. Nằm cột chứ. Gì hả? Mẹ nó trơn nè. Hồi nãy giờ sư huynh cũng đang ngồi thiền bên kia kìa, bây giờ qua đi tìm hiểu coi sao mà nằm ngoài sương ngoài nắng không chịu vô nhà chè. Thấy sao mà nằm ngoài sương ngoài nắng hay vô nhà nghỉ đi. Chừng nào lạnh mới vô hả? Trời ơi cái nè. Nằm ngoài này thoải mái hơn. Thoải mái hơn hả? Lạnh hả? Giờ không thấy lạnh sao? Lạnh hả? Ngoài lạnh không? Ngoài bị Tây Bắc ngoài lạnh gấp. Ồ ngon quá, tao mình bắt trước nằm đây thử một buổi coi người ta. Ngoài thiền hả? Tây Bắc nó lạnh gấp biết bao nhiêu lần như thế này. Không độ. Ngon quá ta. Ngồi thiền đây nó ngồi kéo giờ lên nó chật chật chân chân. Trong cái xu này nè, nằm nó muốn tuột hoài. Nó muốn tôm muốn tuột. Nó nằm trên đá được. Trên đá nó rít lại. Rồi cuốn trong cái xu lại mới được. Cuốn cái xu nằm luôn. Nằm dưới trên đá. Nằm trên đá luôn. Ủa mà sao thường thường không vô nhà mà nằm thấy nghe nói là nằm ngoài sương ngoài gió không hả Phong? Nói chứ cũng sương gió gì đâu. Thì chừng nào mà có mưa hay là quá lạnh đó, mình lấy tấm cây su mình chùm lên, mình giăng cái võng ngang cây này qua cây kia. Thì bắt chước hạnh của mấy vị đệ tử Phật hồi xưa hay sao mà thích hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà là hạnh mà ngồi sương, ngồi tiết, ngồi nắng không à, không có thích ngồi trong cái nhà. Tôi gọi là hạnh đầu đà đó, hạnh tinh tấn á. Của tính bắt chước hạnh của Ca Diếp hay là A Nan gì đây. Nhưng mà nói đúng mà chính xác mà hạnh của nhà Phật là mình phải ngủ dưới gốc cây à, đi chăn đất à, ba y một bát à. Nhưng mà cái này là mình còn chưa làm được tới cảnh giới đó. Cho nên thì mình khả năng mình làm được tới đâu thì mình thực hành tới đó. Để đảm bảo được cái vấn đề mà tu hành cảm thấy tinh thần mình thoải mái, rồi mình cảm thấy việc thiền định của mình nó mau đạt hiệu quả hơn thì mình làm. Vậy là thích hành theo cái hạnh của các vị ngày trước đúng không? Thời đại bây giờ là thời đại mật pháp, tiếp xúc với rất là nhiều vấn đề về mà nói chung là về thân thể rất là khỏe. Đôi khi họ sống niệm ấm chân nghiêm quen rồi, mình cần phải tiếp xúc với sương gió để mà tiếp xúc với những khó khăn ở trong cuộc sống thì mình mới có thể lãnh hội được những cảnh giới mà ngày xưa người ta đã đạt. Chứ giống như mình trải nghiệm qua những cái gian khổ mới biết được cái hạnh tu mình tới đâu phải không? Hay ha. Ở này tóc đẹp quá ta. Tóc này đẹp nha. Săn cón hết trơn luôn kìa. Có lọn lọn rồi nè. Hay quá. Cái này đặc biệt trước là tự nhiên nó có cái lần sấy giống như ai quấn này ha. Ồ, lạ quá. Rồi tính cắt hay để về luôn hay sao? Nếu như mà đi làm thì phải cắt tóc lên, tại vì nếu mà không cắt tóc lên công ty nó không có mướn. Vậy hả? Nhưng mà phải đợi cho coi ông ba bà mẹ như thế nào đã. Muốn ba mẹ tu phải không? Muốn ông bà phải ăn chay tu hiền trở lại. Thì cái đó mình muốn thì con thì ai cũng muốn cha mẹ mình tu, nhưng nhiều khi cha mẹ mình chưa đủ duyên thì thôi mình lo tu rồi từ từ mình nguyện cầu cho cha mẹ, chứ muốn liền đâu được. Đúng không? Cái tâm mình thì mình muốn ba mẹ tu, mà nhiều khi ba mẹ mình chưa đủ duyên. Ngày càng cảm thấy tối tâm, thấy không sáng suốt. Muốn học theo những người mà tu hành thời trước thử coi như thế nào, cho nên mới bắt đầu nghiên cứu về đạo Phật và tu hành. Nghiên cứu của ai là sâu nhất là người nào? Phật Thích Ca, Bát Chánh Đạo và Tứ Đế. Vậy là ở miền Tây này chắc cũng biết về Sấm Giảng Đức Thầy chứ, có nghe chứ?
có nghe sấm giảng nhưng mà nói đến thuộc á thì không thuộc không nhiều. Thuộc nhiều nhưng mà cũng có ngưỡng mộ ha, chút ít ngưỡng mộ thầy tổ ha. Thì đó là những người từng thức, mình phải tôn trọng họ, tôn trọng họ mà phải noi gương họ, bởi vì họ là những người giác ngộ, phải không? Giác ngộ đi trên con đường chánh pháp của nhà Phật. Rồi từ đó bắt đầu là đi theo con đường này mấy năm rồi? Cũng trên 3 năm rồi. Ồ, trên 3 năm. Rồi nghe nói Phong đi đây đi đó, đi bộ từ đây tới Hà Nội mà đi bộ không, rồi đi sương đi nắng như vậy đó hả? Đi đâu ăn ở đó rồi tịnh tu đó. Thực hành theo pháp của nhà Phật thì đi tới đâu thì mình xin cơm, xin nước tới đó, không xin tiền. Không xin tiền. Rồi đi thấy trong thời gian mấy năm thấy tâm hồn mình sao? Đi thì nói chung thì tiếp xúc thì với nhiều hạng người khác nhau, cũng có nhiều điều có tốt có xấu. Nhưng mà phần lớn là nói chung thì nói đến cảm giác thì cũng có nhiều điều mà không biết phải nói như thế nào cho nó rõ được. Tại vì vấn đề tu hành là ở bản thân của mình, còn mình chuyện mình tiếp xúc đối với mọi người á, đó là chuyện ở với cá nhân, với cá nhân với nhau, hay với cá nhân với tập thể, hay là với cá nhân với xã hội, thì cũng chỉ là mối quan hệ giao tiếp thôi. Còn chuyện tu hành là ở trong tâm của mình, cho nên cứ quán chiếu tâm hàng ngày vậy thôi. Rồi Phong có muốn là tìm một người bạn hay một người thầy nào hướng dẫn cho mình để tu mình tiến bộ hơn nữa không, hay là tới đây là được rồi hay sao? Người thầy duy nhất theo em nghĩ nên là chính bản thân của mình, và dựa theo bát chánh đạo để làm thầy, lấy giới lực làm thầy, đúng lời như lời Phật dạy là tốt nhất. Còn nếu như mà gần gũi nữa thì nên dựa vào sấm giảng của nhà Phật, của Đức Thầy, như của Phật Thầy Tây An. Bởi vì đó là những người đắc đạo ở Việt Nam. Mình cần phải học theo họ. Bởi vì noi gương quân tử thì mới có thể làm quân tử được. Noi gương bậc giác ngộ thì mình mới có thể giác ngộ được. Không giác ngộ thì mình cũng có thể thành nhân. Như vậy là Phong có đọc sấm giảng của Đức Thầy chưa, có hay là nghe trên mạng thôi? Lúc trước ở nhà thì cũng có. Tại vì cũng ông qua, ha. Cha với mẹ của em thì cũng theo Phật giáo Hòa Hảo, cho nên ở nhà cũng vẫn có những cuốn sấm giảng của Đức Thầy, và cũng có đọc sơ qua. Thầy... Nhưng mà nói đến thuộc thì không thuộc. Nhưng mà trong lòng mình ngưỡng mộ ha. Đó là những bậc giác ngộ. Giác ngộ. Mình cần phải học theo họ. Học theo thầy. Học theo thầy. Nói chung là mình cũng càng phải học trên đường tu của mình á, thì mình cũng phải, Đức Thầy dạy là đường đạo đức bước lên từ nấc. Có nghĩa là mình phải đi từ nấc, từ bước lên gì nè. Rồi đúng là để nói là mình phải đọc theo tứ diệu đế của Đức Phật, bát chánh đạo mà trong sấm giảng Đức Thầy có dạy. Tóm tắt lại, Đức Thầy có tóm tắt lại hai phần đó. Thì mình bám theo đó, mình tu thì cũng rất là tốt. Chứ mà ngoài ra thì mình cũng phải là ăn chay niệm Phật là đúng pháp. Còn cái chuyện mà huynh góp ý á, là nếu mà đệ bỏ đi lang thang ngoài đường á, nhiều khi cha mẹ nhà lo, không biết con mình đi như vậy nó có hành đúng pháp không, hay là nó bị cái gì ứng vô, hay là như thế nào đó, cha mẹ nhà lo đó, đệ nghĩ làm sao? Vấn đề đó thì em nghĩ là cha mẹ thì lúc nào cũng lo cho con cái rồi, sợ mình đi ra đường có việc này việc kia, không học theo những thói hư gặt xấu ngoài xã hội thì cũng bị người ta này nọ, hoặc đôi khi sợ mình chết bất tử không chừng. Đó chính là cái chuyện lo đúng đắn của cha mẹ. Nhưng mà em nghĩ là mình lớn rồi, mình phải tự lực tự cường, không phải lúc nào cũng dựa dẫm như cha mẹ. Khi mình đi mình phải nói, phải trình rõ ràng, nói con đi tới đó, 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 để biết được những điều gì ở đó.
vậy là được. Rồi... chứ không nên mà cứ suốt ngày ở trong nhà hoài là không có tốt. Nhưng mà theo huynh nghĩ là nếu mình muốn tu á là mình phải gần gũi với đồng đạo nè, hoặc là mình có một cái địa điểm nào đó cụ thể để mình dừng chân, rồi là mình tu như vậy là cái tâm nó ổn định hơn. Ví dụ như là anh em muốn ghé thăm, hay là mình muốn chia sẻ đạo đức, hay là mình học hỏi điều gì đó, thì cũng phải có người huynh trưởng của mình để trợ duyên cho mình, thì mình đi như vậy nó mới vững vàng, hiểu không? Còn mình như ngài Thanh Sĩ nói là mới học đạo bước chân chưa vững thì phải cần nắm vững lực nghi. Có nghĩa là mình cái lực mình chưa có nắm được hết, mình chỉ biết chung vậy thôi, nhưng mà cái chi tiết trong đó nó nhiều điều lắm, thì mình phải nương theo cái người mà đã từng đi qua rồi, thì cái đường đi mình nó sẽ rút ngắn lại hơn đó. Chứ ban đầu là để đi lang thang, đi vòng vòng hoài, đi hoài đó là nó cái đường đi, cái tâm mình á nhiều khi nó chưa có vững á thì nó cũng chưa tốt. Đề nghị sao? Huynh thì nghĩa nói á thì cũng cơ bản là đúng, nhưng mà nói đến triệt đáo thì chưa triệt đáo. Bởi vì có lúc mình nên có bạn bè, mình nên có anh chị huynh đệ trong đồng đạo, nhưng mà có lúc mình cũng phải biết tự lực và tự cường. Nhưng mà phần lớn cái chính yếu là mình phải tự lực tự cường trên đường đạo của mình, chứ không nên dựa dẫm vào bất kỳ một ai. Bởi vì đường đạo là đường tự lực là chính, chứ không thể dựa vào người khác được. Đúng rồi, mình thì chắc là cái đường tu là phải tự lực mình đứng lên mình. Đức Phật cũng dạy là phải tự thắp đuốc lên mà đi, thì có nghĩa là mình cũng phải thắp đuốc lên mà đi. Nhưng mà bước đầu á là mình phải cần có những huynh trưởng để mà giải đáp những thắc mắc trong lòng của mình, có nghĩa là chia sẻ những kinh nghiệm đã đi qua, tu sao mà được là an lạc, tu sao mà đem lại lợi ích cho mình và cho mọi người, tu sao mà cho được là ai cũng kính mến, tu sao mà cũng ngày càng được thông minh sáng suốt, có trí tuệ, tu sao mà mỗi ngày thì là càng phát triển. Đó là mình cần phải học hỏi chứ. Bây giờ hồi xưa là huynh cũng vậy, huynh cũng phải đi học từng bước gần gũi mấy chú mấy bác huynh đệ, học hết, ở đâu cũng học hết, rồi sau đó mới đi từ từ. Chứ không dám đi lang thang một lần mà tự nhiên là chưa học lớp 3, lớp 4 mà nhảy lên lớp 12 đại học. Thì đó, thì huynh góp ý vậy đó. Thì cái hướng sắp tới lại có dự kiến làm sao? Ông Trần Nhân Tông, ông có một bài thơ, câu đầu ông nói như thế này: ở đời muôn sự phải tùy duyên. Tiếp theo. Cho nên em nghĩ rằng là khát uống thì nên... ăn ngủ nghe gì. Cho nên em nghĩ rằng là mình cũng nên tùy duyên đi. Chứ không nên mà cưỡng cầu bất kỳ một vấn đề gì hết. Tùy duyên hành pháp ha. Ở đời muôn sự hãy tùy duyên ha. Khát uống khi đói thì ăn, mệt ngủ liền. Mệt ngủ liền. Rồi nữa. Đi cái bài thơ đó không có gần hiểu liền. Nên, nếu như mà nói mà ra thì sợ sai với cái ngôn từ của người ta. Còn em chế thì lại thì khác. Ở đời muôn sự phải tùy duyên, duyên đến duyên đi chẳng muộn phiền, đối cảnh ta buồn vui chi cảnh, dốc lòng lo đạo dẹp tình duyên. Dữ ha. Dẹp tình riêng đó, giống như là học theo hạnh của các bậc thánh hiền hồi trước rồi. Ngủ ngoài sương mà gió không có quãng gian khổ mà bữa nay ốm nhách phải không? Đó nhiêu ký mà giờ ốm vậy? Đó chắc là đó mấy năm nay thì cũng như vậy nha. Em thấy vậy hoài đó. Thấy vậy hả? Chứ không có lên cũng không xuống.
Rồi ngày đêm mà ngủ mấy tiếng rồi ăn có quy định sao không? Thức mấy giờ hay sao? Thì cứ như ông Trần Chân Đông nói vậy. Khi đói thì ăn, mệt thì ngủ. Thiền định thì cảm thấy muốn thiền thì thiền. Nằm cũng thiền. Ngồi cũng thiền. Đi cũng thiền. Đứng cũng thiền. Phật dạy như vậy mà. Đã là người theo đạo Phật thì phải thực hành y như Phật thì mới được. Rồi cái hướng sắp tới cũng cứ đi như vậy, đi tới luôn ha. Dự định vậy phải không? Dự định thì cũng như lúc đầu em đã nói rồi. Thì nếu như mà ba với mẹ em đó, mà ăn chay tu hiền thì em phải đi làm. Tại vì cũng cần phải có người đi làm để gửi tiền về. Nhưng mà vừa đi làm vừa tu vẫn giữ vững quan điểm. Thì mình làm mình đứng thì vừa làm vừa thiền. Rồi về nhà thì khi ngồi thì ngồi thiền. Nằm thì cũng nằm thiền. Cũng vẫn tu bình thường. Mà có nói với ba mẹ chưa Phong? Có chứ. Phải nói thẳng gì cha gia đình hay bất kỳ với ai nên thẳng thắn là tốt nhất. Phong chia sẻ cái Phong từ cái lúc mà xa nhà mà đi tha phương đi lội khắp nơi đó là được mấy năm rồi. Dân du nói đến dân du ở miền đồng bằng sông Cửu Long á thì cũng đi cũng mới có năm vừa rồi thôi. Thì nói chung thì năm nay là mới đi ra tới Hà Nội, tới Tây Bắc. Chứ bình thường trước kia cũng chưa có đi. Đi 2.000 cây số luôn, đi bộ. Có trên 2.000 cây số nữa. Trên 2.000 cây đúng rồi, tới San Phan Xi Păng là trên 2.000 cây. Đi như vậy qua một thời gian đi thấy tâm mình thấy nó có mạnh mẽ lên thiêu không? Hay là có ngán không? Nhìn thấy thấy ngán không? Thì khi mình đi thì mình mệt thì mình nghỉ. Cứ giống như là mình đang đi chơi vậy. Mình cứ nghĩ như vậy là mình sẽ vượt qua được hết. Đi thì đi bộ thì phải phòng chăn. Cũng mệt mỏi. Đôi khi cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng mà sau đó mình nghĩ lại. Ngày xưa người ta cũng đi được. Bây giờ mình đi phải đi được chứ. Cho nên đi giết rồi nó hết phòng. Chuyển sang bình thường trở lại. Phòng chăn luôn. Phòng. Đi bộ là phòng chăn. Dép nghe nó lủng cái chân hả? Dép lủng cái chân này. Dép này. Dép xịn nghe quý vị. Ủa mà nghe nói lúc nào cũng ngồi kiết dài đó hả? Như Phong ngồi là thời gian là được khoảng, nếu mình ngồi hết lóc của mình là được mấy tiếng ngồi thiền á? Ngồi thiền hả? Nếu như mà quyết định ngồi á thì có thể ngồi được từ sáng tới chiều được. Từ sáng tới chiều. Còn nếu mà ban đêm mà không ngủ thì cứ ngồi hoài, chừng nào mà quá buồn ngủ thì đi ngủ. Mà lúc đó cái trạng thái trong cái tâm mình như thế nào, lúc ngồi đó mình tưởng cái gì không hay là sao? Thì lúc ban đầu thì nó sẽ loạn động. Tại vì khi mà mình mới bắt đầu ngồi thì những mà suy nghĩ ngày thường của mình đó, nó sẽ tự nhiên chạy lên trong đầu mình. Nó hiện ra. Nhưng mà mình khi mà mình ngồi giữ vững tinh thần bất động trong một khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút gì đó, tự động sẽ ổn định lại. Rồi mình sẽ tự động trở về với chính bản thân của mình. Tức là mình quán chiếu về ở bên trong cơ thể. Quán gì? Thứ nhất quán gì? Theo dõi hơi thở. Rồi theo dõi khí huyết bên trong cơ thể nó di chuyển. Coi cơ thể của mình chỗ nào đau. Rồi mình đặt tâm của mình ở đó. Đặt suy nghĩ của mình ở đó. Xem coi tại sao lại đau. Rồi mình đấu tranh. Coi mình chiến thắng cơn đau này được hay không. Dần dần có khi nào thấy mấy cô gái đẹp chở gì kế bên không? Có thấy hiện chuyện đó cũng thường. Thường ha. Lúc mà mới đầu tu tập là chuyện đó nhảy thường. Nhảy thường. Còn bây giờ thì mình hiểu rồi. Nó tới là mình biết rồi. Là tự động là nó biến mất. Có quán thân bất tịnh gì không hay là sao không? Thì nói chung thì cũng mỗi người thì có cách quán phải không? Có cách quán khác nhau. Rồi để Phong quán sao? Thì đối với em thì cứ để thả lỏng. Thả lỏng. Tâm muốn suy nghĩ chuyện gì thì suy nghĩ. Mình biết là đang suy nghĩ chuyện gì là được. Nếu mà suy nghĩ chuyện quấy thì mình biết là được.
suy nghĩ chuyện đúng thì mình biết là được. Chỉ cần biết là được, chứ không có cần mà phải mà chặn nó hay là dẹp nó gì hết. Cứ nói, cứ suy nghĩ thì cứ suy nghĩ thôi. Chừng nào nó tự động nó hết ơn đó. Tự động một hồi là tự động nó mắc ơn đó. Bây giờ nó tiến bộ hơn thì ban đầu đúng không? Đúng ban rồi. Đầu thì nó còn loạn nhiều. Bây giờ là ổn định liên tục. Ít khi nào loạn.